quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Chào con ông bà. Con vừa mới đi học về. Con được cô học về. Cháu xin. Cháu xin. Rồi đây, đấy. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm trước thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bác Trần Thị Tiên. Bác có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua lên cho em Quân một số đồ điện tử cô bác ạ. Như hôm nọ thì bác cũng có là gửi cho 6 hộ là gần nhà em Sử là một cái nồi cơm điện này, với lại thêm 20 cân gạo này, một cái dây điện này. Và cháu Lực cũng đã trao cái phần quà đấy xong rồi. Và có một số cô bác cũng có bảo với cháu Lực rằng là em Quân không có à. Thực sự ra thì hôm đấy thì lên trên nhà của em Quân, nếu mà gọi em Quân lên thì nhận thì nó rất là xa. Cho nên là cháu Lực mua đồ và đem xuống tận nhà của em Quân luôn. Trong hai hôm nay thì cháu Lực không có ghi hình được ấy cô bác, tại vì là cháu Lực bị ốm ấy. Cháu Lực bị ốm cho nên là cháu Lực không có ghi hình lại được. Thì rất mong ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Còn bây giờ cái chỗ này thì thường cái chỗ này là cái chỗ để xe của cháu Lực này cô bác này. Nhưng hôm nay thì không biết là có cô nào đi gặt lúa dưới kia sao cô bác, không có để xe dưới đây. Và không khéo không các bác lại hiểu nhầm rằng là có bạn để đi theo cháu Lực ấy cô bác. Thời gian này thì cháu Lực lên có một mình thôi. Và vừa rồi thì nhiều đồ quá thì cháu Lực cũng có điện cho em Quân rồi. Em Quân thì sẽ chuẩn bị là lên đây cùng cháu Lực cầm một ít đồ xuống để xuống đấy gia đình, xuống đấy nhà của em Quân cô bác. Để nói là rất là cảm ơn bác Cindy Lê, bác đã gửi cho cháu Lực tiền để cháu Lực mua điện thoại cho em Quân nữa. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đợi em Quân một lúc. Đi từ dưới kia lên có mệt không? Có ạ. Hả? Chào anh ạ. Rồi. Đây. Đây, đeo cái mic nào, đeo cái mic này thì anh em mình nói chuyện thì nó mới to được. Đấy. Con chào quý ông bà của chú anh chị ạ. Quân từ dưới hả? Anh đỡ ốm hơn chưa? Anh đỡ ốm rồi, còn khản khản cổ một tí thôi, một chút thôi. Ừ. Hôm nay thì anh có nhận được một cái phần quà. Đáng nghe ra là từ hôm trước rồi, nhưng mà do là anh bị ốm thành ra là anh chưa có xuống được. Vâng. Đấy. Ôi tóc cũng khá dài rồi đấy nhờ. Vâng. Từ dưới kia lên thì có mệt không? Có. Có mệt à? Vâng. Lên dốc nhỉ, độ đâu đó tầm là tầm 2 đến 3 phút ở chỗ này ấy. Đấy, bây giờ thì hồi anh cầm một chút đồ xuống nhá. Vâng. Xem này là xe của ai đấy? Xe này là chắc là bác kia. À. Nhặt hạt chấu sao? À, nhặt hạt chấu à? Vâng. Hồi anh cầm. Đấy, thì đợi anh nhá, đợi anh cũng xuống đấy. Cái xe thì cháu Lực mọi khi cháu Lực để ở đây thì cũng rất an toàn các bác. Ở trên vùng cao thì hầu như là những cái món đồ mà cực kỳ đắt tiền thì người ta không có chỗ. Ôi đây, đây có con ôi nó bị làm sao đây? À nó đang ăn con gì đấy? Nó đang ăn con gì đang chuyển chưa bay được. Này đi thôi. Cái đường này nếu mà đào xe máy xuống thì chắc là không xuống được máy đâu nhỉ? Anh thấy là có nước nó cứ chảy ra đây nhiều này. Ừ. Trước kia thì đã có ai ngồi xe máy xuống đây chưa? Rồi ạ. À. Rồi á? À. Ừ. Nếu mà chú trên kia không lấy đất đầy đủ thì anh kia đánh xuống được. À. Là đi xuống được đúng không? Ừ. Là đi xuống được như kiểu đi như đàn nhà Sử ấy nhỉ? Ừ. Chỗ này thì còn rộng hơn đường nhà Sử một chút đấy. Ừ. Nhưng mà nó toàn nước với nước thôi. Ừ. Nhiều nước quá. Ôi giời. Hôm nay ông bà đi ở nhà không? Có lúc đấy bà đi đón em. Em về rồi à? Vâng. À. Thế em hai hôm nay đi ở nhà làm gì? Em ở nhà gặt lúa. Gặt lúa? Vâng. Gặt cho nhà mình hay gặt cho ai? Gặt hết chưa? Hết rồi, bây giờ đi tuốt rồi. Đi tuốt rồi, à là phơi ra đúng không? Vâng. Cái gặt này thì có ai hộ không? Không. Không ai hộ à?
Thế là một mình em với ông với bà khắc gạt à? Ừ. Ôi giời. Thế mấy hôm nữa mà tuốt tuốt thì có ai hộ không? Không biết à. Mình không biết à? Thế em có đi, em với ông thì có đi lấy công được chút nào không? Có. Có à? À, là đến hôm mình tuốt lúa thì hôm đấy làm mệt hơn thì mới cho người ta ra hộ à? Ừ. Hôm nay đi phải cần đông người hơn thì mới làm được nhỉ? Ừ. Lúc là thì chưa cho họ ra đâu. À. Lúc là tuốt đúng không? Mới có người ra cùng vác. Ờ. Ờ. Vác thì mệt. Thế bao giờ thì mới tuốt được? Chắc tầm chiều. Chiều à? Chiều nay à? Ừ. Ừ. Làm một buổi thì có hết luôn không? Chắc là không hết được. Không hết được á? Thế phải làm một ngày à? Dự định năm nay thì được bao nhiêu bao thóc? Không biết nữa. Không biết à? Mình biết à. Ngồi ở đây thì có mấy, có hai hôm anh không đến đây thì hầu như là bà con ở đây đã gặt hết rồi. Ờ. Ờ thì vẫn còn một chút cái chỗ xanh xanh như thế rồi. Nếu mà nó chín thì người ta đã gặt hết rồi. Cái chỗ đang gạt kia có phải của nhà em không? Không ạ, chỗ em lấy phơi kia. Phơi kia à? À, một thửa ruộng kia? Vâng. Ồ, chỗ kia thì chắc rơi vào tầm tầm độ 7-8 bao thôi. Nè, quân thì có mỗi một thửa ruộng thôi, cô bác ạ. Nhưng hôm nọ em quân cũng có chia sẻ với cháu Đức ấy, rằng là nếu mà bên không đóng được tiền lãi ngân hàng ấy, thì bên chính sách người ta ra thu hồi đất rồi thì sẽ không có đất để mà làm ruộng nữa đâu. Nghe em nói thì rất là tội, thì cháu Đức cái phần vấn đề về khoản ngân hàng này thì cháu Đức sẽ vào sau thêm nữa để xem là thực hư sự thật nó ra như thế nào, thì cháu Đức mới tiến hành là gọi các anh ở xá xuống để mà cùng với cháu Đức vào cuộc. Và trong thời gian qua thì cô bác cũng có biết cháu Lực là bị ốm ấy. Thì cô bác không có bình luận lên và gọi điện thoại nhắn tin cho cháu Lực, động viên cháu Lực rất là nhiều. Thì qua thước phim này thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà và tất cả các khán giả ở trên kênh bản em. Xin cảm ơn cô bác rất là nhiều ạ. Hai anh em xong quá trình mà di chuyển độ đâu đó tầm là 20 phút, hơn 20 phút, thì bây giờ cũng đã đến nhà của em Quân rồi cô bác. Một cái ngôi nhà mà gọi là trước đây làm thì còn chưa có được hoàn thiện đâu cả cô bác. Thì người bố của em Quân đã ra đi mãi mãi rồi. Ở dưới nhà là anh thấy có phân bò ở đây thì cho bò vào đây ở à? Vâng, bò sắp đẻ. À, bò sắp đẻ cho vào đây à? Vâng. Bà thì vẫn chưa về nhỉ? Chưa. Đi đón em tầm mấy giờ thì bà về? 10 giờ. 10 giờ à? Vâng. À, bây giờ thì 8 giờ rồi, 8 giờ bà đã đi rồi. Vâng. Đến 10 giờ thì mới về đến nhà cô bác. Nó là đi cả đi cả về thì mất 2 tiếng đồng hồ, rất là xa. Vâng. Nhưng mà nếu mà em có xe máy thì có liệu thì có đi đón được em không? Có. Có à? Vâng. Có đi xe máy là đi đón được em à? Vâng. À. Cùng em văn này phải thóc cả ngày cùng nói nè. À nói nam mô. Hòn nhà. Hòn nhà. Ờ hóc hóc chủ lý biết à, chủ lý dân này nọ. Ừ. Hôn lý dân này chứ. Ờ. Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi ông là hôm nay thì đi đâu làm gì, thì ông bảo là chỉ có ở nhà là đi lấy cỏ, xong là đi chăn bò, làm được những việc xung quanh nhà thôi. Nga cũng nghe bèo khẩu bé á. Bấy. Bấy ra. Ừ. Ông thì hôm qua bảo là đi gặt cả ngày của bác. Gặt đến hôm nay thì ông bảo là bị
ở đâu chân. Hôm qua là chắc là ông với bà với em Quân, là ba ông cháu là tự gặt một cái thửa ruộng mà phải nói là rất là dài, mặc dù là nó chỉ được có 10 bao thôi, nhưng mà để ba ông cháu gọi là ai nhìn vào ai cũng không có khả năng để mà gọi là hình như là lao động ấy cô bác, gọi là lao động là nhiều, thành ra là cái tỷ lệ mà cái sức mà làm thì nó hơi yếu, làm thì nó cũng hơi chậm. Như em Quân thì là một cậu bé mà phải nói là nhanh nhẹn nhất nhà rồi. Và hôm nay thì cháu Lực có mua một cái máy quạt này và một cái nồi cơm điện, cộng thêm hai gói bánh nữa và thêm là một chút thịt nữa. Đấy. Và hôm nay thì cháu Lực, bây giờ thì cháu Lực sẽ đọc qua rằng là cháu Lực đã mua hết bao nhiêu rồi cô bác nhé. Đấy. Và trước khi vào thì anh nói với Quân nhá, đây là cái phần quà của bác Trần Thủy Tiên nhá. Vâng ạ. Đấy. Bác Trần Thủy Tiên thì cũng là một mạnh thường quân và một người bác mà đồng hành với anh rất là nhiều và rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Vâng ạ. Đấy. Và anh mua cái nồi cơm điện này thì là hết, là nó bằng giá với lại hôm mà anh đi trao quà nhà sử đấy. Vâng ạ. Là em cũng có theo dõi cái video đấy chưa? Dạ. Có đấy đúng không? Vâng. Đấy là 750.000. Vâng. Và dây điện là 140.000. Vâng. Đấy. Còn cái máy quạt điện này thì là 500.000. Vâng. Và cháu Lực mua thịt là 350.000 hai túi đấy cô bác, thì người ta cân cho cháu là 350.000 thêm một cái gói bánh này để cho ông với bà là 60.000, một cái gói thạch này nữa là 20.000. Tổng tất cả cháu Lực mua là hết là 1.820.000. Đấy, còn dư là 80.000 đồng. Đấy, 1.900.000 đấy thì anh mua đồ hết là 1.820.000 và còn dư là 80.000. Vâng. Bây giờ 80.000 này còn dư thì anh sẽ đưa cho em luôn. Vâng. Và cái số tiền này còn dư là 80.000 nhá. Vâng. Đấy, thì anh sẽ đưa cho em luôn này. Đây, đủ 80.000 chưa? Dạ. Đấy. Đưa cho ông cầm thôi à? Vâng. Bây giờ thì trước khi vào bóc cái phần quà này thì em gửi một lời cảm ơn tới bà Trần Thủy Tiên nhá. Vâng ạ. Con thay mặt ông bà em, con cảm ơn bà đã gửi tiền để mua nồi cơm điện cho con và máy quạt cho con ạ. Con đỡ phải lấy nhiều củi ạ. Con biết ơn bà. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Như Quân thì nhà thì chưa có nồi cơm điện với lại máy quạt đúng không? Vâng ạ. Đấy, mùa này thì cũng đang là mùa mà em đi gặt về thì rất là nóng đúng không? Vâng ạ. Đấy, ở trong nhà thì có một cái máy quạt như vậy thì rất là tốt. Vâng. Nên là cháu Lực sẽ nói chuyện với ông một chút. Đấy. Cái phần quà này lên cho một bác dù đi chỗ nước ngoài, dù Mỹ. Đấy thì gửi trên mà họ làm thứ đồ hở. Quân ta cũng ta họ. Ông thì nói là rất là vui mừng khi mà nhận được những cái món đồ điện tử này. Phải nói là ông chưa được xài qua bao giờ có bác, chỉ được nhìn thấy thôi. Kể cả em Quân cũng như vậy. Trước kia thì có một nồi cơm điện nào chưa Quân? Chưa. Chưa có à? Vâng. Trước kia bố đi làm thì chưa mua được à? Mua được một cái xong rồi hỏng rồi ạ. Mua được thì hỏng à? Vâng. Thế còn là bây giờ thì em bóc cái nồi cơm điện ra đi. Vâng. Nồi cơm điện thì trước kia bố mua thì em đã biết nấu rồi đúng không? Vâng. Trước khi đi vào nấu thì mình phải lau cho nó sạch hết cái nước ở ngoài nhá. Vâng ạ. Đây này, cái băng dính như này em này. Đây, băng dính như này. Đó, băng dính như này. Đấy. Vâng. Xem ở đây có dao, nếu có dao thì cắt ra. Dao mất rồi. Mà đầu tiên mà đập hộp những cái món đồ điện tử, à không phải là đầu tiên nữa đâu. Mà hôm trước đập một cái điện thoại đúng không?
Vâng ạ. À, đập hộp có điện thoại đâu. Đập hộp đây không phải là mình dùng búa tải đập nhá. Vâng ạ. Hay là mình gọi theo phong cách mà nó gọi là luxury đấy. Vâng. Luxury nó là những cái từ mà gọi là cái từ VIP ấy. Vâng ạ. Một là màu trắng luôn, là rất là đẹp. Vâng. Hãy mở bên trong ra thế nào. Vâng. Bên trong thì nó sẽ gồm bao gồm là giấy bảo hành nhá. Vâng. Nó là bị như nào thì sẽ bảo anh nhá. Vâng. Đấy, tại vì cái đồ điện tử này thì cháu Lực cũng đã thử cái kia là nó lên rồi cô bác, nhưng mà mình chưa thể là gọi là cắm cơm ở dưới đấy lên xem là nó có lên cơm hay không, cơm nó chín hay không, thì điều đấy mình cũng không thể làm được. Mình chỉ mang về nhà rồi nó bị như nào thì mình sẽ đổi lại cái nồi mới thôi. Đấy. Vâng. Còn là cái dây điện nữa nhá. Vâng. Ở nhà thì ủ điện xuống đây thì sẽ phải thiết kế một ủ điện đây à? Vâng ạ. À, đây là cái máy quạt, đây là cái nồi cơm điện này, rất là mới và rất là đẹp luôn. Đây là cái ủ điện nhá. Vâng. Con thì nhận được những cái món đồ này có thích không? Có. Có à? Vâng. Thương gì đến là mình. Mình chưa nghĩ đến là dám có đúng không? Vâng ạ. Chưa từng nghĩ đến đúng không? Vâng. Đấy, thử bật quạt đi. Bật quạt xem nào. Đấy, như là nhà của Quân thì cô bác ạ không có xài những cái đồ này, thì thành ra là ở đây không có ủ cắm nào. Giờ một tí nữa à, có lực thế cùng anh Quân là làm cái ủ cắm ở đây này các bác. Cái bóng điện này thì nếu mà hắn ngồi chờ được bác xin đi lên, bác có đủ tiền cho có lực và nhờ có lực mua cho các em. Cái máy quạt này thì vừa rồi cháu Lực cũng đã thử rồi và đã lên rồi các bác. Đấy, còn đây là thịt nữa này, thịt thì mang đi cất đi. Đấy, còn bánh thì cháu Lực hầu như là lần nào cháu Lực xuống thì cũng có mua bánh loại này cho ông bà để ăn các bác, thì nó mới mềm hơn một chút này. Đấy, Quân thì bóc bánh cho ông bà đi. Vâng. Còn thạch này thì để tí để bé Hiếu lại em ăn nhá. Vâng. Đây nhá. Vâng. Đấy, em cũng cùng ông bà ăn đi. Vâng. Sáng nay thì ăn sáng chưa? Em chưa. Em chưa à? Vâng. Thế thì ăn bánh cho nó đỡ đói một chút. Vâng. Thế một tí là đợi bà về nó làm để nấu cơm ăn à? Vâng. Sáng hôm nay thì em đi làm những công việc gì? Sáng nay em dậy đi lấy cỏ xuống cho ngoài, đi rủ bác cùng xuống dưới kia vác cái máy tuốt lên ạ. À. Máy tuốt à? Vâng. Máy tuốt này là máy tuốt của nhà ai? Của nhà bác rồi. Mượn à? Vâng. Máy tuốt này đạp bằng chân hay là như nào? Máy tuốt là máy tuốt lấy xăng dầu. Máy tuốt lấy xăng à? Vâng. Là mình mượn đúng không? Vâng. Hoặc là mình mua xăng để vào à? Vâng. À. Thế em đi đâu lấy tiền ra để mà mua xăng? Tiền hôm trước em đi lấy hạt trầu. Đi lấy hạt trầu để bán để lấy tiền để mua đấy à? Vâng. Nếu mà mọi khi thì như mấy lần trước thì nếu mà không mượn máy tuốt thì em làm thế nào để mà đập được hạt lúa ra? Em đi mượn máy đạp à? Máy đạp à? Vâng. Thế là toàn đi mượn hết à? Vâng. Đó, một cái cậu bé mà năm nay mới có 14 tuổi thôi cô bác, nhưng mà rất là biết suy nghĩ nhiều hơn. Còn mất bố mà. Còn như Quân thì có một số cô bác thì cũng có bảo với anh rằng là em thật sự là đúng 14 tuổi thôi. 14 tuổi không, bây giờ thì em sẽ nói lại tên tuổi của mình để cho các bác, các cô, các chú cùng biết thêm một lần nhé. Con kính chào các ông bà, cô chú, anh chị. Con tên là Quân, năm nay con 14 tuổi. Con sống với ông bà, cùng em, cùng cha khác mẹ. Và em thì năm nay được 3 tuổi, còn em thì còn con thì năm nay 14 tuổi. Và bố thì ra đi, bố thì có một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bố không nói để cho con biết, và
bố luôn giấu để lấy tiền về cho con với ông bà với em để mua thức ăn, và bố lấy tiền đóng lãi ngân hàng. Và bây giờ lúc bố ra đi, bố còn nợ một số tiền ngân hàng rất lớn là 50 triệu. Nếu mà con không có tiền để trả thì các bác trên xã sẽ ra, nếu mà không nộp được lãi thì các bác trên xã sẽ ra thu hồi đất. Và con không có tiền, không có ruộng để làm, ông với bà không có ruộng để làm thì không có cơm cho ông bà để ăn với em ạ. Nhưng mà cái khoản ngân hàng đấy thì bây giờ anh nói lại thêm một lần nữa là cái sổ đấy hiện tại thì có ở nhà không? Ừ, hôm trước bố lấy đi để trên nhà bác trưởng thôn ạ. Trước khi bố mất là mang đi để trên đấy à? Vâng ạ. Nhưng mà để trên đấy thì làm sao mà mình biết là mình nợ bao nhiêu? Bây giờ mình đi lấy về thì có được không? Có. Có được đúng không? Vâng ạ. Còn là cái sổ ngân hàng đấy thì em đi qua đấy thì lấy về cho anh nhé. Vâng ạ. Lấy về để cho anh xem. Vâng. Đấy. Ở đây thì anh thì vẫn tin em thôi. Vâng. Anh thì tin em thôi. Nhưng mà cái gì thì nó cũng phải là có sổ sách đàng hoàng và nhìn thấy tận mắt, tận tay sờ vào. Vâng. Thì mấy thể mà nói được tiếp nhá. Vâng. Còn bà thì cũng về rồi. Vâng. Hiếu về đó liền nãy. Ở bên này ra. Đấy, bà thì đi đón Hiếu đi được 2 tiếng đồng hồ. Giờ mới về này cô bác. Phải mẹ Hiếu thì đi xem bé Hiếu đi học về thế nào. Một quý cơ. Đấy, bà đi thì một cái dáng người mà rất là gầy, rất là gù luôn cô bác ạ. Đi học về rồi à? Vào đây chú cho Thạch nào. Vào đây chú ở Thạch. Đấy, đi học về rất là cáu khỉnh cô bác, chạy ra tiên luôn. Vào này chú ở Thạch mà. Vào này chú ở Thạch. Ma, vào đây ma. Tú cá. Cá. Cá, năng này ma, con chào các ông các bà đây. Con chào con ông bà. Con chào các ông các bà. Con chào con ba. Các con vừa mới đi học về. Con được cô học vậy. Đấy, nay chú mua Thạch này, có thích không? Có ạ. À, chú xin. Chú, à, xin nè. Xin. Cháu xin. Cháu xin. Rồi, đây, đấy. Cho anh bóc cho đi. Này cô bác ạ. Cho anh bóc cho rồi chia cho này, cô bác ạ. Ông với bà nữa. Cho bà Tú. Cho bà Tú. Đấy, chia cho bà đi. Đấy. Đây. Đấy, chia cho ông với bà đi. Thôi, tương lý. Đấy, cho ông nữa. Ờ gì? Đấy, ừ? Anh Quân bóc cho em ăn đi. Cái này có bóc hả? Mẹ Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu à. Khoanh tay xem nào, khoanh tay cho chú xem nào. Không, cô giáo dạy như nào? Không. Khoanh tay còn. Khoanh tay còn. Thống mung khoanh tay mà. Thống mung. Khoanh tay, đấy. Khoanh tay, xin anh đi, xin anh rồi anh cho Thạch. Xin anh Quân. Này. Ăn đi. Cái bé Hiếu thì đi học được đâu đó tầm 2 tuần rồi cô bác. Một cái sự thay đổi mà rất là nhiều. Một cái đứa bé mà rất là cáu khỉnh. Bây giờ thì em ấy thay đổi đi rất là nhiều. Những bộ quần áo này thì hôm nọ cũng được các bác là gửi cho em. Như trước kia thì em ấy mặc những cái bộ quần áo mà phải nói là rất là ngắn rồi cô bác. Đó là rất là lâu em ấy không có mua những cái bộ quần áo mới rồi. Hiếu ơi. Hiếu à? Mấy hôm chú không về thì có nhớ không? Hả? Có ạ mà, món này. Phát đồ mà, hả? Mấy có hôm, ạ mà. Mấy hôm chú không về thì có nhớ chú nữa không? Có. Biết chú tên gì không? Có mà. Biết tên chú không? Ảo cá. Ảo lực mà. Hả luôn mà. Ảo lực mà chứ à? Hả luôn mà. Đang ăn, từ từ cho ăn hết á. Xin lắm. Ăn lấy còn hả? Hỏi tiếp nhá. Trên nào bà? Đã hát rồi nè. Rú nào được rồi à? Rú mà. Hả? Rú mà. Rú à? À hỏi còn là nhớ chú Lực không thì bảo là nhớ. Đi ra ngoài thì có nhớ không hả? Có ạ. Nào ngồi im, khoanh tay, ngồi im.
khoanh tay, đấy, khoanh chân nữa, đấy, thế mới ngoan chứ, đấy, khoanh tay thế mới ngoan, ăn hết thạch đi. Chín đẹp, chín lợi. Mà rất là tội luôn cô bác. Đây, này, bé Hiếu viết lại em Quân. Chín đẹp, chín lợi. Anh em mà cùng cha khác mẹ cô bác ạ. Em Quân thì đấy, rất là thương yêu bé Hiếu luôn. Đi trên rừng, có lần cháu Đức cũng lên bắt gặp và hỏi em ấy rằng là đi chín lợi nào cháu làm gì thì em ấy bảo là đưa em đi lên đến trường thì các bạn thấy có kẹo thì bé Hiếu nhìn đi theo. Ôi bẩn thôi, đấy bẩn thôi. Bẩn thôi. Không mà vẫn ăn là bẩn thôi. Lần sau không được ăn nhá, bẩn nhá. Vâng ạ. Bé Hiếu thì không học buổi chiều à? Không ạ, lúc nào ăn cơm xong là đồ buổi tối mới đi đón. Buổi tối thì mới đi đón à? Vâng ạ. Đi cô giáo ở phòng đề này, đi ở cái bài ở nước cũng cần không đi trên bầu ở đây. Nó khó khăn thì trên bầu ở phòng, còn cái thứ hai thì cũng cần tuần câu đi. Đi hơi chừng như là đậm còn nó răm đấy. Cô giáo phòng quê. Nhưng mà tiền là nộp bao nhiêu tiền? Bây giờ ba cô giáo trên kia bảo là nhìn thấy em tội quá thì không cho nộp tiền nữa, chỉ nộp gạo thôi. Nộp gạo thôi à? Vâng. Cái gạo này thì là bao nhiêu cân? Hai cân. Hai cân dưới à? Hai cân dưới à? Vâng. Là được ăn cơm trên đấy đúng không? Vâng. Còn tiền thì các cô giáo bảo là tội là không lấy nữa à? Vâng. Trên đấy bảo là có khăn đấy. Ờ. Có không cùng cần lại. Ờ. Hay bà vừa bảo với cháu Đức rằng là các cô giáo ở trên kia bảo là không có lấy tiền nữa, chỉ lấy gạo thôi, hai cân rưỡi này. Hai cân rưỡi thì cũng bây giờ thì gạo nhà em thì vẫn còn nhiều đúng không? Vâng. Khoản đấy. Vâng. Đấy, hôm nọ thì anh cũng đã bảo với em rồi rằng là bé Hiếu đi lên trên trường nếu mà cô giáo bảo nộp hết bao tiền thì bảo anh mà. Vâng. Đi cầm cứ chốc lăng cẳng đi á ba. Thứ hai thì mà cả không mà lê hơi gì này ổn, đậm còn hơi mà răng chẳng được. Bây giờ thì nghe tin này rất là mừng đúng không cô bác? Cũng có được các cô giáo ở trên điểm trường là giúp đỡ gia đình nữa. Vâng. Đấy, ở trên trường mà các cô giáo bảo là nộp những cái khoản gì đấy thì bảo với anh nhá. Vâng. Đấy, em đi nhặt hạt trầu như này thì một cân thì mới được có 10.000 thôi. Vâng. Thì cứ bảo với anh xin phép các bác là trích cái tiền quý của nhà các em ra. Đấy. Và cái khoản ngân hàng của em đấy thì bây giờ thì anh sẽ nói chuyện với ông bà một chút này. Cái lùm cũng đập hò lên bắt lạng thêm bóng ấy mà khoản ngân hàng cũng điều này. Vừa rồi thì cháu Đức cũng đã nói chuyện cùng ông bà một chút về cái phần cái khoản ngân hàng này. Thì bây giờ nếu mà để mà bỏ thì chắc chắn là người ta sẽ không có xóa bỏ cho đâu cô bác. Tại vì là em Quân là bây giờ là cậu con trai của người bố rồi, cho nên là bố của mình có cái hộ khẩu thì là chắc chắn là sẽ là phải về mua này cô bác. Cháu Lực chỉ là sợ là sau này bây giờ người ta sẽ không có lấy lái luôn đâu. Người ta vẫn sẽ cộng dồn lái cho mình. Khoảng tầm 5 năm đến 10 năm thì người ta mới về một lần. Cao. Bây giờ thì em thì phải đến là 18 tuổi mới được nộp lái. 18 tuổi thì mới được nộp lái à? Vâng. À là thế còn là bây giờ thì phần lái này thì người ta sẽ không có thu đúng không? Vâng ạ. Lúc đúng nào đủ 18 mới thu. Nhưng mà anh chỉ sợ là bây giờ đang 12 tuổi đúng không? 12 tuổi đúng không? Khoảng tầm 6 năm nữa nhưng mà người ta sẽ về, người ta sẽ vẫn thu đủ cái khoản mà em chưa có đủ tuổi để giả đấy. Vâng. Đấy. Chắc chắn là cái điều này rồi, tại vì là trên nhà của anh Cương ấy. Vâng. Thì anh cũng đã chia sẻ là rằng là nó đã có như vậy rồi. Vâng. Đấy, cái khoảng thời gian mà anh Cương mà chưa có đủ tuổi đấy. Vâng. Thì là người ta về, người ta không có thu. Nhưng vâng. Mà tầm 10 năm sau thì người ta mới về thu một lần. Vâng. Đấy. Còn là về cái khoản ngân hàng này thì cháu Lực sẽ lên trên và gặp các anh xã để nói đàng hoàng xem là cái thực hư của nó như thế nào. Rồi cháu Lực sẽ nhờ các anh xã là xuống cùng cháu Lực đến gia đình của em Quân là xác nhận đúng cái sự thật như vậy cho cháu Lực thì lúc đấy cháu Lực sẽ giả cái phần khoản ngân hàng này cho các em trước. Và cái thước phim hôm trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi và cháu Lực cũng đã xin ý kiến của các bác các mạnh thường quân thì các bác cũng có điện cho cháu Lực như vậy thì cũng được. Tiền quý của nhà các em thì bây giờ nếu mà cái khoản ngân hàng đấy là phải giả trước thì sẽ trích cái tiền đấy ra để giả cho em trước. Đấy còn về cái phần cái ngôi nhà này thì vừa mới làm được 2 năm đúng không? Vâng. Đấy xem là có
xem là sau này mà có thêm các bác nào mà hỗ trợ thì sẽ sửa lại nhà thôi. Vâng ạ. Đấy, em sửa. Cũng tính bây giờ thì nộp lại nộp gốc ngân hàng xong hết rồi, nhà thì từ làm không được, lúc nào em lớn em làm không được. Bây giờ thì cũng không là nộp, các cô bác cũng giúp em nộp hết, giúp em nộp khoản ngân hàng thì em cũng đỡ hơn. Và cái nhà thì nếu mà các cô bác không giúp được thì em cũng không nhờ vả được các bác nhiều, và em mai sau em lớn em tự kiếm tiền ra để làm một ngôi nhà cũng được ạ. Bây giờ nếu mà em cứ là đợi các cô bác gửi tiền về làm thì không có được, để mai sau. Bây giờ em chỉ muốn là lấy tiền để đi nộp ngân hàng trước, xong à nhà thì lúc nào em có tiền thì em sửa cũng được. Bây giờ thì em nói với ông bà thì ông bà bảo là bây giờ ở tạm cũng được. Thế thì ý của em Quân là như vậy này cô bác này. Cái phần khoản ngân hàng đấy thì trước sau thì em vẫn phải giả thôi. Được các bác, các cô chú mạnh thường quân là giúp đỡ các em thì em... Thì cái phần bây giờ mỗi tháng thì sẽ đóng là hơn 300.000. Vâng. Nhưng mà bây giờ em Quân chưa đủ 18 thì không có phải đóng. Nhưng mà đến sau này 18 thì người ta mới cộng dồn cho mình. Vâng. Đấy, lúc đấy thì mình không đóng được thì người ta sẽ thu hồi tài sản của mình, thu hồi đất của mình này. Vâng. Đấy. Còn là... Hôm trước thì em gọi cho bác trưởng bản bảo là đến 19 họ ra trên kia thu xong à. Mới nếu mà nộp thì mới nộp được. Đến 19, nếu mà bây giờ đi nộp thì họ cũng không nhận. Lúc nào đến 19 thì họ mới ra nhận nào. Đấy, thế thì cái khoản ngân hàng ấy thì mình bây giờ anh cứ xác nhận, anh cứ hỏi thêm trên xã đó. Đấy, rồi để xác nhận đã. Vâng. Đấy, chứ không thì phải nói là trên cái đôi vai bé nhỏ của em Quân của bác. Vâng. Rất là nhiều cái gánh nặng luôn. Một cái khoản ngân hàng rất là lớn này. Xong là cái khoản mà có ông có bà này, có thêm một đứa em gái nữa. Xong là một cái khoản mà cơm áo gạo tiền hàng ngày của em Quân này của bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà cô chú anh chị khi mà cháu Lực chia sẻ những cái thước phim lên thì cho cháu Lực cũng rất là mong các ông bác bà sẽ trao cái phần trợ duyên và gửi những tấm lòng vàng tới cho em Quân để cho em ấy được giả cái phần khoản ngân hàng trước mắt đó cô bác ạ. Cháu Lực xin cảm ơn các ông các bà rất là nhiều ạ. Thế còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Nào Hiếu khoanh tay chào các ông các bà đi. Khoanh tay, con chào các ông các bà. Con chào con bà. Nào ngồi đàng hoàng khoanh tay, con chào các ông bà. Chào con bà. Rồi. Bye bye các ông bà đi. Bye bye đi. Bye luôn mà. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye.